Tabata là bài tập cardio tăng nhịp tim có cường độ cao giúp đốt cháy mỡ thừa rất hiệu quả. Xin chào, chào mừng các bạn đến với Yoga by Sophie.com. Mình là Sophie. Trong video này, Sophie sẽ hướng dẫn bài tập Tabata Yoga dài 12 phút giúp đốt cháy mỡ thừa. Bài tập này bao gồm 4 động tác được lặp đi lặp lại trong 3 set. Và mỗi một động tác sẽ được tập trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây. Bây giờ, trước khi bắt đầu, Sophie sẽ mô tả 4 động tác chúng ta sẽ tập trong 12 phút tới. Động tác đầu tiên, tên gọi là lăn sau và nhảy. Chúng ta sẽ bước về phía đầu thảm. Bước chân trái ra phía sau. Hạ hông xuống sao cho gối phải gập 90 độ nhưng gối phải không vượt quá cổ chân. Căng gối sau, gót chân sau hướng lên trời. Đây là tư thế lăng. Từ đây, chúng ta bước chân trái lên phía trước. Mũi chân trái không chạm sàn hoặc bạn có thể chạm sàn. Rồi sau đó chúng ta nhảy chân phải lên. Lặp lại, lăn sau. Lên và nhảy. Lăn sau, bạn có thể kết hợp với tay lên và nhảy. Khi đưa chân trái ra sau, bạn hãy hạ hông xuống để gập gối trước 90 độ. Lên và nhảy. Sau đó chúng ta sẽ đổi chân. Đó là động tác thứ nhất, lăn sau và nhảy. Động tác thứ hai, chúng ta sẽ vào tư thế tấm ván. Chaturanga. Nhảy hai chân lên, ngoài hai bàn tay. Đưa hai tay lên trời và tư thế cái ghế, hạ hông xuống. Rồi đặt hai tay xuống sàn, nhảy về phía sau. Chaturanga. Nhảy lên cái ghế. Nếu như bạn chưa làm được Chaturanga thì mình cứ làm tư thế plank tấm ván như thế này. Rồi mình nhảy hai chân lên cái ghế. Plank. Cái ghế, đó là sự lựa chọn dễ cho bạn. Rồi đó là động tác thứ hai. Chaturanga hoặc plank lên cái ghế. Động tác thứ ba là side plank tấm ván nghiêng. Chân ở phía trên thì mình đặt ra sau, chân dưới đặt lên phía trước, tay trái hướng lên trời. Từ đây chúng ta sẽ lần lượt chạm từng mũi chân. Sau đó chúng ta đổi bên và đổi tay. Động tác thứ tư là động tác bicycle crunch hay còn gọi là đạp xe trên không. Chúng ta sẽ ngồi xuống thả. Nằm xuống. Hai tay đặt sau gáy, mở hai củ chỏ ra. Nâng hai gối lên. Từ từ hai củ chỏ sẽ chạm vào hai gối. Liên tục như vậy. Bicycle crunch. Đạp xe trên không. Vừa rồi Sophie đã mô tả 4 động tác mà chúng ta sẽ thực hiện trong 12 phút bài tập Tabata Yoga giúp đốt mỡ thừa. Bây giờ trước khi vào bài tập, chúng ta cần phải khởi động kỹ cho cơ thể. Bước hai chân lên phía đầu thảm, đan hai bàn tay lại với nhau, xoay cổ tay. Chúng ta cần khởi động kỹ cho cơ thể trước khi bước vào những bài tập có cường độ cao như Tabata. Xoay ngược lại. Bài tập này chỉ dài 12 phút thôi, nhưng có thể giúp chúng ta đốt rất nhiều calo trong 12 phút đó. Bạn hãy cố gắng lên nhé. Đặt hai tay lên vai, xoay vai. Hãy nhấc vai lên cao rồi hạ vai xuống. Cùi chỏ chạm vào nhau ở phía trước, rồi mở ra hai bên. Bạn hãy hít thở sâu. Xoay ngược lại 10 lần.
đặt hai tay lên hông, xoay cổ chân. Xoay ngược lại. Đổi chân. Mỗi động tác trong bài tập này sẽ được tập trong 20 giây, sau đó nghỉ 10 giây, rồi tiếp tục động tác tiếp theo. Xoay ngược lại. Khi chúng ta nghỉ 10 giây, bạn hãy cố gắng hít thở thật sâu. Đặt hai tay lên đùi, xoay cối. Xoay ngược lại. Đứng thẳng người, chúng ta sẽ xoay người sang phải sang trái. Di chuyển theo tay. Khi xoay sang phải, bạn hãy kiễng mũi chân trái. Và khi xoay sang trái, thì kiễng mũi chân phải. Hơi siết cơ bụng vào một chút. Giữ hông ở giữa, không xoay hông. Chỉ xoay vai thôi. Hãy di chuyển theo tay. Thật thoải mái. Siết cơ bụng lại. Rồi từ từ về giữa, bây giờ Sophie sẽ bật nhạc đếm lên. Bạn hãy lắng nghe nhạc đếm 20 giây cho mỗi động tác, sau đó nghỉ 10 giây. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Starting session. Bước về phía đầu thảm để bắt đầu. Bước chân trái ra sau trước. Chuẩn bị. Nhảy lên, bước xa, nhảy cao, đổi chân, bước chân trái ra sau, chuẩn bị. Bắt đầu. Động tác thứ hai. Vào tư thế tấm ván. Từ plank chaturanga lên cái ghế. Hông xuống cái ghế chaturanga hoặc plank, làm nhanh lên, siết cơ bụng. Nghỉ 10 giây, sau đó tiếp tục lại động tác vừa rồi, trở về tấm ván. Thứ ba là side plank tấm ván nghiêng. Siết cơ bụng vào. Cổ tay và vai thẳng hàng với nhau. Đổi bên và đổi tay. Work.
Và động tác thứ tư, đạp xe trên không, hai tay sau gáy, nâng gối lên, nhanh, cúi trỏ chạm gối, nâng ngực lên, siết cơ bụng vào. Nhớ hít thở, đừng nín thở. Thực hiện lại động tác này thêm một lần nữa cho set cuối cùng. Bắt đầu, chuẩn bị. Bắt đầu. Nhanh. Siết cơ bụng vào. Đứng dậy để bật set thứ hai. Đứng lên phía đầu thảm. Bước chân trái ra sau. Chuẩn bị. Bắt đầu. Bước xa, nhảy cao lên. Cố gắng giữ hai tay phía trước. Tiếp tục đổi bên. Bước chân phải là sau. Bắt đầu. Khi chúng ta giữ tay ở yên phía trước, nhảy sẽ khó hơn. Động tác thứ hai. Và tư thế tấm ván. Từ plank chaturanga lên cái ghế. Hạ hông xuống cái ghế. Chaturanga hoặc plank. Làm nhanh lên. Siết cơ bụng vào. Nghỉ 10 giây, sau đó tiếp tục lại động tác vừa rồi. Trở về tấm ván. Tục và tấm bán nghiêng. Cố gắng giữ thẳng lưng. Xếp cơ bụng vào. Thẳng cả chân. Đổi bên. Cố lên. Bắt đầu. Xếp cơ bụng vào. Nhấn mạnh tay xuống sàn. Nằm xuống. Và động tác tiếp theo của set thứ hai, đạp xe trên không, hai tay sau gáy, bắt đầu, đạp thật nhanh vào, cùi trỏ chạm vào gối, siết cơ bụng, nâng ngực lên, cằm của bạn nên chạm vào ngực để chúng ta thả lỏng cổ. Thực hiện lại động tác vừa rồi cho set thứ hai. Đạp xe trên không. Siết chặt bụng.
Đứng dậy tiếp tục set thứ 3. Bước chân trái ra sau. Bắt đầu. Bước dài chân ra sau, nhảy cao lên. Xếp cơ bụng vào. Đổi chân. Tiếp tục, đặt hai tay xuống sàn và tư thế tấm ván. Nhảy lên cái ghế. Thực hiện lại động tác vừa rồi. Tiếp tục và tư thế tấm bắn nghiêng. Đổi tay. Thứ tư, bicycle crunch. Bắt đầu. Tiếp tục động tác bicycle crunch lần thứ hai của set thứ ba, set cuối cùng. Bắt đầu, cố lên nhanh lên. Từ từ ngồi dậy. Session complete. Chúng ta đã xong rồi. Chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong bài tập Tabata Yoga 12 phút giúp đốt cháy mỡ thừa. Cảm ơn các bạn đã tập cùng Sophie. Hẹn gặp lại trong các video clip tiếp theo. Namaste.